Chị thương mọi người tất cả các em. Hiện tại chị đang ở quê, có rất là nhiều bạn đã yêu cầu chị về quê để thăm các bạn cúng công của thôn, bởi vì các bạn đã đặt ra một thuyết âm mưu rất là kinh khủng, đó chính là có phải chị đã ăn thịt hết các bạn con của thôn không? Tới bây giờ mà các bạn ấy còn đặt ra những cái câu hỏi như thế thì các em nhìn đi, không còn một bạn cúng nào ở đây nữa rồi. Ôi trời ơi! Vậy thì chị về đây để chứng minh cho các em thấy một điều, những nghi ngờ của các em là hoàn toàn đúng sự thật. Oh, yeah. Hả? Các em ơi, lại đây nè. Thế vậy đây, các bạn con của thộn có bạn nào còn nhận ra không? Bây giờ thì mấy bạn ấy quá là to. Nhưng mà vẫn có những cái nét riêng. Nét riêng ở đây là bởi vì các bạn này là lai giữa giống búp và giống chó cỏ, cho nên là nhìn các bạn ấy có những cái nét không phải giống chó cỏ mà cũng không phải giống búp. Chị tin rằng rất là hiếm có một bạn cún nào mà có cái hình hài như thế này. Mỗi lần cho ăn là các bạn ấy được ăn vào trong một cái tô to như thế này thì mới hết, cho nên là các em thấy đấy, ở nhà chị nấu đồ ăn cho các bạn rất là cực. Nhưng mà được cái là các bạn này khá là hòa bình. Hôm nay thì các em thấy một bạn cún rất là lạ, chị cũng không biết bạn ấy nữa. Nghe nói là bạn ấy đã đi làm và vào trong nhà của chị ở luôn á, bởi vì thấy ở trong đây khá là đông vui. À thì hóa ra bạn này là chó hoang à? Đúng thế. Chó hoang đi lạc xong rồi ở đây luôn. Đúng rồi, các em thấy chứ, chị chỉ có chỉ nuôi thêm các bạn thôi, chứ làm sao mà chị có thể ăn thịt các bạn. Các em đừng có nghĩ là những cái kiểu mà nó dã man như vậy nữa nhá. Chắc là ở đây vui quá nên là bạn này đến ở chơi luôn đúng không? Nhưng mà chơi cũng mấy tháng rồi đó. Nhưng mà vẫn còn rất là khách sáo này. Đấy, không dám lại gần ăn. Tại vì em là lạ, bình thường ở đây là má của chị sẽ cho các bạn ấy ăn, nên là các bạn sẽ quen hơn. Mà khoan, ngáo đâu? Hả? Nói đến mức được không? Người ta lại nghĩ là em ăn thịt ngáo thì sao? Vậy là em ăn thịt ngáo hả? Oh my God. Ngáo á, thì các em hãy chờ đón trong video sau. Còn video này vẫn còn là bí mật nha. Các bạn cún này mặc dù ăn uống khá là thùy mị nhưng mà vẫn khá là mập đúng không các em? To hơn thộn và thốn rất là nhiều. Wow, cái bạn F1 kia thì trông rất là cơ bắp rồi các em. Mặc dù đầu nhỏ nhưng mà người rất là to, rất là vạm vỡ mà. Nhưng mà sao bạn này có cái vú to ấy chị Thơ? À, bạn ấy hôm bữa có em bé xong rồi bị sẩy. Sẩy thai á hả? Đúng thế. Tội nghiệp quá vậy. Nhưng mà bạn ấy do sẩy thai xong rồi má của em đã chăm chút rất là nhiều nên là nhìn bạn ấy hơi to. Còn bạn này là bạn F4 có vẻ là gầy hơn đợt Tết đó. F4 thì lại gầy hơn. Em nghĩ rằng là dạo gần đây là thời tiết nóng nực, các bạn ấy không còn hồ bơi nữa. Không còn hồ bơi thì cái hồ bơi đâu? Hồ bơi cạn nước luôn rồi. Thật á hả? Dạ, đi ra đây em chỉ cho xem. Đây, cái hồ ngày nào trong xanh đầy nước thì bây giờ nó đã cạn khô. Wow. Đúng là mùa này là mùa khô, không có mưa cho nên là cảnh vật cũng khá là hoang tàn. Chứ đừng nói là cái hồ này. Nhưng mà cái hồ này sâu ghê luôn đó chị Thơ. Ngày trước nó lên sấp mạnh như thế này mình còn ngồi câu cá luôn đó. Các em thấy không? Đây là cái ao tiên cảnh của nhà chị. Và kia là một đàn cá đang bơi lội hết sức tung tăng. Đúng rồi, mấy bạn cún còn nhảy xuống đây bơi này. Mùa này là mùa lạnh cho nên là... Ôi trời ơi, ham bơi vậy á hả? Bây giờ thì đã không còn chỗ để bơi nữa, cho nên là các bạn ấy khá là buồn. Anh Tiểu Thúi này. Hả? Em nghĩ ở dưới đây bây giờ còn rất là nhiều cá luôn đấy. Tại sao? Tại vì nước cạn hết rồi thì nó phải rút theo nước xuống dưới đấy. Vậy là chúng nó đang tập trung sống ở dưới đấy đấy. Ờ hả? Hay là mình xuống đấy mình bắt đi. Xuống đi. Ok. Nhưng mà không biết là nó còn sâu không? Bây giờ em hãy lấy cái que em chọc xuống xem mà nó còn sâu bao nhiêu. Nó không còn sâu nữa đâu anh Tiểu Thúi, xuống bùn rồi này. Ồ, cá lên đớp luôn đó. Ở đây không chỉ có cá mà còn có rất là nhiều ốc. Được, chiều nay chị sẽ chuẩn bị dụng cụ để ra ngoài bắt cá. Nãy đến giờ mấy con cá nó nhảy lên nó đớp mặt nước rồi đó. Nhưng mà anh nghĩ mấy con cá này không phải cá to đâu. Cá to thì có khi bị người ta bắt hết rồi. Cũng có thể người ta hút cạn nước để người ta bắt mà đúng không? Wow, cái hồ này vừa sâu vừa rộng như thế thì chắc là chứa được nhiều nước lắm đây. Tha hồ mà tưới tiêu. Đấy, may mà lần trước chị Thơ không xuống đây tắm ấy. Nếu mà xuống tắm là rất là nguy hiểm rồi. Còn đường về luôn. Ngày xưa chỗ này còn có một con suối cơ. Không biết giờ sao rồi ta. Anh Tiểu Thúi nhìn này, đất nó khô đến mức nứt nẻ luôn á. Trời ơi, con suối khô cong luôn rồi. Không còn lấy một giọt nước. Anh Tiểu Thúi còn nhớ con suối bữa trước mình làm nhà không? Có. Không biết là nó có khô chưa ta? Anh nghĩ là cũng khô rồi đấy. Tí nữa đi kiểm tra thử không? Gì? Đố anh Tiểu Thúi biết cái gì đây?
Cái gì mà ghê vậy, nhìn như con sâu ấy. Đây là hoa cau, chẳng qua là nó có mấy cái con rệp ở bên ngoài như thế này thôi. Cái hoa cau này ăn được đó anh Tiểu Thú. Ăn được hả? Nhưng mà phải xào lên, là ăn giống như kiểu củ hũ dừa á. Anh Tiểu Thú biết củ hũ dừa không? Anh thấy nó giống nha đam hơn ấy. À không, không giống đâu. Anh Tiểu Thú thấy bên trong nó đẹp chưa? Wow. Thực ra cau dạo gần đây nó không được giá lắm nên nhà em cũng không chăm chút nên nó mới bị bệnh như thế này này. À, ôi. Nó như kiểu là tóc rối á. Đúng rồi, dùng để nấu canh được luôn á. Đẹp vậy. Từ từ, bình tĩnh nào. Wow. Đẹp đấy. Nhưng mà à, cái này sau khi mà nó lớn hơn thì nó sẽ nở ra thành hoa đúng không? Đúng rồi, cái thành hoa chùm đúng không? Kia. Hóa ra sau khi nó nở bung ra thì nó sẽ như thế này này. Đẹp như vậy đó. Đây là một chùm hoa cau sau khi nó đã tàn. Nó héo úa thì nó sẽ thành những quả cau như thế này các em. Em nghi ngờ trong đây nó còn một cái bệ ống hoa cau nữa, em lật cái này ra. Ơ, một điều kỳ lạ hơn là cái nhà lụp sụp này nó vẫn còn này. Nó phải còn thêm được chục năm nữa đó anh Tiểu Thúi. À. Nhìn nó thì có vẻ lụp sụp hơn cả cái nhà em làm ở trong rừng ngày xưa. Nhưng mà nó rất là chắc chắn bởi vì những cái cây gỗ kia kìa. Nó bắc qua rồi bắc lại. À. Nên nhìn có vẻ siêu vẹo như vậy thôi. Nhưng mà đây có phải cái nhà không? Người ta làm để làm thử thách 24 giờ. Không, cái này người ta gọi là cái chòi. Đâu có ai rảnh như hai đứa mình đi làm hết cái này cái kia xong rồi ở thử thách 24 giờ đâu. Người ta còn phải đi làm chứ. À, người ta dựng chòi lên như thế này là để nghỉ trưa lúc đi làm dãy đúng không? Đúng. À. Hoa cà phê thơm quá anh Tiểu Thúi. Hoa cà phê à? Đấy là mùi hoa cà phê sao? Đấy, hoa cà phê trắng như băng tuyết này. Các em nhìn này, đẹp chưa? Đây là bông hoa đã nở tung hoa rồi đó. Ôi, ở trong thân có hoa này. Còn có cả một con đê sầu nữa đó. À, con này đã lột xác rồi. Ngày xưa chị còn nhỏ, chị rất là hay ăn hoa cà phê. Ăn được luôn á? Bây giờ thì chị sẽ ăn cho các em xem nhá. Nhận chị hơi cái gì cũng ăn được. Đó, ở phía dưới này này, chỗ này này, nó có rất là nhiều mật. À, vậy mật hả? Hoa. Vậy là em sẽ hút ăn như kiểu ong ấy đúng không? À, đúng rồi. À, chứ không phải là cho vào mồm nhai nhồm nhòm đâu đúng không? Không, chị ăn thế này thôi. Mà nếu mà ăn nhiều quá thì sẽ bị say. Oh. Mật hoa cà phê bị say giống như kiểu là mình uống nhiều cà phê thì cũng bị say đó. Oh. Còn đây là hoa sầu riêng. Wow, lần đầu tiên anh thấy hoa sầu riêng luôn á. Ngoài ra thì mùa này cũng là mùa nở của hoa bơ nữa. À, hoa sầu riêng này từ hoa nó sẽ ra quả đúng không? Đúng vậy. Và sao là nó cắm xuống dưới đất chứ nó không trồng ngược lên trời? Làm sao mà trồng ngược được lên trời? Vậy thì cái quả sầu riêng nó phải trồng lên trời như thế này hả? Thì anh mới nói là hoa thành quả đó. À. Thì đây là một loại hoa rất là đặc biệt. Tại vì quả sầu riêng rất là nặng, nếu nó trồng lên trời nó sẽ bị gãy. Nên là nó phải trồng xuống đất như thế này. Mặc dù á, một chùm có rất là nhiều hoa và cũng có thể đậu thành nhiều quả. Nhưng nhà chị bẻ hết đi, chị giữ lại một quả duy nhất thôi. Hả? Sao? Như vậy thì cái quả đó nó mới đẹp, mới khỏe, thậm chí những cái cành yếu như thế này. À, anh hiểu rồi. Tại vì nếu mà có nhiều quả quá ấy, thì một cái cành cây nó sẽ phải đưa dưỡng chất đi nuôi nhiều quả đúng không? Đúng rồi. Thì năng suất quả sẽ không cao đúng không? Đúng. Những cái cành yếu như thế này thậm chí nhà em còn không để quả luôn á. À vậy hả? Nếu mà quả to nặng quá thì nó chịu xuống nó sẽ gãy cành đúng không? Và một cây nhỏ nhỏ như thế này cũng để một quả thôi. Nguyên một cây này chỉ một quả sầu riêng thôi. Đúng. Trong khi một quả sầu riêng anh nhoằng cái hết. Khi nào nó phải to ơi là to, cành của nó, một cái cành của nó phải to như thế này này, to như cái thân này thì nhà em mới nuôi nhiều quả. Còn một cây này chỉ có nuôi một quả thôi á. Vậy á? Làm nông dân vất vả lắm. À, hóa ra là như vậy. Vậy là một quả sầu riêng mình ăn qua biết bao nhiêu công chăm sóc ấy. Đúng, phải nuôi 4, 5, 5 năm thì nó mới ra quả mà. À. Ăn một quả sầu riêng là phải chăm sóc đến 4, 5 năm đó. Nhưng mà một cây thì có thể cho nhiều quả. Nhưng mà năm sau nó mới cho nhiều quả, còn năm nay nó chỉ được một quả thôi. À. Bạn này thì hơi móm nhưng mà rất là yêu thương chị. Chị đi đâu bạn ấy cũng đi theo. Các em có thể nhìn rõ cái răng của bạn ấy bị xòe ra ở đằng hàm dưới đó, các em thấy không? Có nhiều bạn thì cứ bảo chị thiên vị, chị cho bạn Thộn lên thành phố mà không cho các bạn này lên thành phố. Nhưng mà thực ra ở quê thì có biết bao nhiêu trò vui, cả ngày các bạn ấy chạy nhảy rất là khỏe mạnh này. Còn lên thành phố như bạn Thộn thì mặc dù là ở gần chị đấy, nhưng mà phải ở trong bốn bức tường khá là chật hẹp và bức bối. Các bạn này thì không phải cho cảnh, các bạn ấy thích tự do cơ. Chị sẽ cho các bạn cún này ăn thử xúc xích xem là các bạn ấy có biết cách ăn không. Thộn thì ăn rất là giỏi. Hình như là mấy bạn này cũng học cách ăn của Thộn, ngày xưa là con của Thộn mà. Nhưng mà không biết đã kịp học chưa? Cho bạn, à cho bạn F4 rồi hả? Cho bạn F4. Bạn này là F1 đúng không chị Thơ? Bạn này là F1 đấy. Mặc dù là biết ăn như thế nhưng mà không tài nào mà bóc ra được.
đã nhìn mẹ mình ăn rất là nhiều lần rồi, nhưng mà mình vẫn chưa học được cái kỹ năng đấy. Em muốn ơi, cố lên. Còn hai bạn kia thì chạy đi đâu rồi không biết nữa. Thôi đưa đây để chị bóc ra cho. Bạn này không ăn được, không biết ăn. Biết ăn, nhưng mà không chịu đưa nữa rồi, không chịu đưa lại đây để chị bóc cho. Đưa lại đây nè, đưa lại đây nè. Đưa lại đây, chị bóc cho mà ăn. Đưa lại đây. Bạn kia thì sợ chị lấy mất cho nên lại chạy đi rồi. Bạn này ăn rất là thùy mị luôn á. Được cái là bạn này từ tốn. Không phải như Thộn. Thộn là muốn ăn đến tay chị luôn rồi. Đó, ăn lại còn nhẹ nhàng, thùy mị như thế này. Không, hình như món này lạ quá. Không 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 thường xuyên ăn cho không, nên là. Không, hồi nhỏ anh cho ăn thường xuyên đấy. Nhưng mà bây giờ là món lạ rồi. Món ăn tuổi thơ của bạn. Bạn kia vẫn loay hoay không thể nào mở được. À, mấy bạn này dạo này không có nước tắm cho nên là da thì có vẻ là đã có dấu hiệu ngứa ngáy. Nhưng mà vẫn còn rất là đẹp trai này, chị thơ. Đẹp trai chứ. Cái đầu của bạn này có rất là nhiều nếp nhăn giống mẹ đấy. Cái tai cũng rất là xinh. Mặc dù là chó cỏ, nhưng mà chị thấy rất là yêu thương. Bạn kia thì đem cây xúc xích của mình ra và canh chừng thôi, chứ không ăn được. Hôm nay thì chị sẽ giới thiệu với các em một món ăn mà tuổi thơ chị cực kỳ thích ăn luôn. Đó chính là cơm chan nước đá. Cơm chan nước đá? Đúng thế. Đầu tiên là ăn cơm. Ăn có vị gì? Sau đó là nước đá. Vậy luôn. Đúng. Anh Tiểu Thú đã ăn cơm chan nước đá bao giờ chưa? Chưa. Thế mà cũng thích ăn hả? Rồi, ăn cơm chan nước đá thì chúng ta phải ăn với cá khô chiên mặn, mà phải là cá mặn nha. Đó. Xong rồi chúng ta lấy một tí cá mặn cho vào trong miệng, xong xúc nước đá cơm với cơm ăn. Trời ơi, vẫn ngon như ngày nào luôn á. Vậy à? Vậy mà cũng ăn được hả? Ăn cơm thì mắt lạnh, lạnh thêm miếng cá mặn mặn nữa. Ngon xỉu. Ngon lắm á. Ăn làm chị nhớ lại tuổi thơ quá. Đó, cho anh ăn thử miếng em mà. Thế nhưng mà thôi, cái đấy ghê em ăn vào rồi. Đấy. Không ăn á. Đó. Trời ơi. Vào cái mùa hè này này mà ăn cơm với nước đá đỡ phải thổi. Mà mát mà nó lạnh đã là đã. Mà ăn như thế thì có chất gì đâu. Có cơm với có cá thế cũng giống như mình ăn cơm cá bình thường thôi mà. Thường mà... ấy anh nghe thấy cơm chan canh này. Cơm chan nước mắt. Cơm chan nước mắt là có nhiều như cơm chan nước đá, chưa thấy bao giờ. Biết tại sao lại cơm chan nước mắt không? Tại vì không chịu ăn cơm mà bị mẹ đánh. Mẹ vừa chửi xong vừa ăn thế là thành cơm chan nước mắt. Nhưng mà em thì chỉ có ăn cơm chan nước đá thôi. Ngon lắm các em à. Nếu bạn nào chưa thử thì thử ăn một lần đi. Có thể sẽ hợp khẩu vị với chị và ăn cảm thấy cơm chan nước đá rất là ngon. Và như vậy là video của chị đến là kết thúc rồi. Trong video sau thì chị sẽ dẫn các em đi thăm quán thịt chọc. Đúng vậy, đi thăm bạn Ngáo. À, nếu như các em cũng thích các bạn cún của bạn Thộn. Ui, nói tiếng quán thịt chó cái dỗi đi luôn người anh Tiểu Thú. Nếu các em thích các bạn cún con của bạn Thộn thì hãy cho chị một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những video sau.